Trong thời gian ấy, tu tập bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa tương ưng với căn lành, cho đến tu vô lượng vô biên Phật pháp khác, hoặc tu công đức căn lành của các thanh văn độc giác Bồ Tát, hoặc tu ba việc phước nghiệp thí tánh giới tánh, tu tánh của hữu tình khác và tu căn lành khác, tập hợp tất cả lượng căn lành như vậy, muốn hiện tiền phát tâm tùy hỷ hồi hướng không trái ngược thì nên nghĩ như vậy. Sắc cho đến thức cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, nhãn xứ cho đến ý xứ cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, sắc xứ cho đến pháp xứ cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, nhãn giới cho đến ý giới cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, sắc giới cho đến pháp giới cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, nhãn thức giới cho đến ý thức giới cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, nhãn xúc cho đến ý xúc cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cùng với giải thoát bình đẳng như nhau. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, nội không cho đến vô tánh tự tánh không cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, như vậy cho đến 10 lực của Như Lai, 18 pháp Phật bất cộng cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, giới uẩn cho đến giải thoát trí kiến uẩn cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, đối với tất cả pháp khởi lên thắng giải cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, các pháp quá khứ vị lai hiện tại cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, tất cả tùy hỷ cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, tất cả hồi hướng cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, các căn thục biến của chư Phật Thế Tôn và của các đệ tử cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, niết bàn mà chư Phật Thế Tôn và các đệ tử đạt được cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, các căn thục biến của tất cả độc giác cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, niết bàn mà tất cả độc giác đạt được cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, chư Phật Thế Tôn, thanh văn độc giác, các pháp, pháp tánh cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, tất cả hữu tình, tất cả pháp và pháp tánh kia cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, như tánh của các pháp không buộc không mở, không nhiễm không tịnh, không khởi không tận, không sanh không diệt, không lấy không bỏ, ta đối với công đức căn lành như thế hiện tiền tùy hỷ, đem căn lành đây cho các hữu tình một cách bình đẳng, hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề, tùy hỷ như thế chẳng có năng tùy hỷ, cũng không có sở tùy hỷ, hồi hướng như thế chẳng có năng hồi hướng, cũng không có sở hồi hướng, sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng như thế chẳng phải chuyển chẳng phải dứt vì không sanh diệt vậy. Này thiện hiện sự tùy hỷ hồi hướng của Đại Bồ Tát này so với sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng khác là tối là thắng, là tôn là cao, là diệu là vi diệu, là thượng là vô thượng, vô đẳng vô đẳng đẳng. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát thành tựu sự tùy hỷ hồi hướng như vậy thì mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa thiện hiện, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân hướng tới đại thừa, giả sử đối với tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác và chúng đệ tử khắp mười phương thế giới hiện tại, đều như các sông Hằng, lấy có tướng làm phương tiện, có sở đắc làm phương tiện, trọn đời thường dùng các thứ y phục, đồ ăn, thuốc uống, giường nằm, thuốc men và các vật dụng cần dùng thượng diệu khác mà cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Sau khi các Như Lai ứng chánh đẳng giác và các chúng đệ tử ấy vào niết bàn, người ấy thâu xá lợi xây các bảo tháp cao rộng trang nghiêm bằng bảy báu thượng diệu, ngày đêm tinh tấn siêng năng kính lễ nhiễu tháp, lại đem nhiều phẩm vật thượng diệu như tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục, chuỗi anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các chân châu vi diệu, kỹ nhạc, đèn sáng, quý lạ, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Lại lấy có tướng và có sở đắc làm phương tiện, tinh tấn siêng năng tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã và các căn lành khác. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm hướng tới đại thừa, lấy không tướng và không sở đắc làm phương tiện, tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa tương ưng với căn lành, phương tiện khéo léo đối với tất cả công đức căn lành khác, phát khởi tùy hỷ chân chánh, đem căn lành ấy cho các hữu tình cùng có một cách bình đẳng, hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nương vào phương tiện khéo léo của bát nhã ba la mật đa tùy hỷ hồi hướng nên thủ
thắng hơn công đức sở tạo của các thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm hướng tới đại thừa đã nói trước đây là trăm lần, ngàn lần cho đến cực số lần. Cho nên nói tùy hỷ hồi hướng như thế so với căn lành khác là tối là thắng, là tôn là cao, là diệu là vi diệu, là thượng là vô thượng, vô đẳng đẳng.